bảo vệ cơ thể khỏi bệnh ung thư một cách tự nhiên. Hàng ngày, cơ thể của chúng ta đều tự sản sinh ra các tế bào ung thư, nhưng hệ thống miễn dịch luôn tìm ra và tiêu diệt chúng. Trong cơ thể người có một sát thủ gọi là sát thủ tế bào tự nhiên. Đây là một trong những loại tế bào trong cơ thể, nhưng có khả năng phát hiện ra những nguy cơ ung thư tiềm ẩn trong cơ thể và tiêu diệt. Đây là một trong những điều bí ẩn của cuộc sống. Tại sao có những tế bào qua được hệ miễn dịch của cơ thể và phát triển? Vậy, hệ thống miễn dịch của con người vẫn là một trong những cách tốt nhất để chống lại bệnh ung thư. Hóa trị có điểm giờ là trong cùng một lúc vừa tiêu diệt tế bào ung thư, vừa làm hệ thống miễn dịch của con người bị yếu đi. Năm 2013, tại Thụy Điển, chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu mang tính đột phá. Một nhóm nam giới thử nghiệm gồm 10 người đàn ông khỏe mạnh đạp xe trong vòng 60 phút. Chúng tôi lấy mẫu máu của họ trước khi tập thể dục và ngay sau khi tập thể dục xong. Mẫu máu trước và sau sẽ được quay ly tâm để trích xuất huyết thanh. Sau đó sẽ được mang đến phòng thí nghiệm để xem tế bào ung thư có phát triển không. Ngạc nhiên là mẫu máu lấy sau khi tập thể dục xong cho thấy tế bào ung thư bị ức chế phát triển khoảng 30%. Thí nghiệm này là dấu mốc quan trọng cho các nhà khoa học. Có thể nói rằng, trong quá trình tập thể dục, cơ thể đã tự sản sinh ra chất có tính hệ thống. Vậy là các cơ đã sản sinh ra chất hóa học, truyền đi khắp cơ thể. Chúng có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư.